Chuyện mẹ ruột Ngọc Lan ám chỉ con gái có lỗi trong cuộc ly hôn, cho rằng con rể Thanh Bình nuôi ông Tây Áo, vẫn là chủ đề bàn tán của công chúng. Sự việc còn xôn xao hơn nữa khi đông đảo khán giả liên tục vào trang cá nhân của mẹ Ngọc Lan và để lại bình luận thắc mắc chuyện bà bênh con rể hơn con gái sau cuộc ly hôn. Thậm chí cũng có không ít bình luận trách móc mẹ Ngọc Lan không thương con ruột. Mới đây, Thanh Bình còn chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của mình và gia đình vợ cũ khi đăng ảnh cùng con trai về thăm bà ngoại. Cảm ơn mẹ đã luôn tin tưởng và bên con. Mẹ Ngọc Lan cũng phản hồi, mẹ và rất nhiều người tin con ngoan hiền hiếu thảo, biết lo cho gia đình. Nhưng nhà con nuôi ông nhiều quá nên giờ Louis phải chịu hoàn cảnh này. Trước nhiều chiều ý kiến của dư luận, mới đây mẹ Ngọc Lan đã có phản hồi chính thức. Tôi nói gia đình tôi, con tôi đổ vỡ vì nó nuôi ông, chứ tôi đâu nói con gái tôi hư thân mất nết mà cô lại gán ghép là con tôi hư thân mất nết. Tôi nói cho cô biết là con tôi là đứa ngoan hiền, hiếu thảo, biết chăm lo cho mẹ những lúc mẹ gặp hoạn nạn hay ốm đau. Khi lấy chồng rồi, có con, hai vợ chồng đều chăm sóc gia đình thật chu đáo. Nhưng nhà vợ chồng nó nuôi ông, nên cháu ngoại tôi phải sống cảnh xa cha mẹ như hôm nay. Và tôi muốn nói thêm là phá đình là có tội, nhưng không bằng phá gia can để một đứa trẻ vô tội mà phải sống xa cha mẹ. Xin cô đọc thật kỹ, tôi rất cảm ơn. Mẹ Ngọc Lan đã gay gắt lên tiếng khi một khán giả để lại bình luận trách móc. Ngoài ra, khi trả lời bình luận những người bạn của mình thì mẹ Ngọc Lan vẫn khẳng định chuyện con rể nuôi ong nên mới dẫn đến đổ vỡ ngày hôm nay. Tuy nhiên, câu chuyện nuôi ong thật sự là gì thì vẫn chưa được mẹ Ngọc Lan lý giải cho khán giả hiểu rõ hơn.